Là sale rồi thì không quan trọng gọi là ngành hàng nữa, mà chỉ là lấy được doanh số về cho các ship hay không. Không biết bạn có hứng thú với nghề bán bất động sản không? Cái gì kiếm ra tiền được bằng sức lực của mình thì em sẽ luôn luôn có hứng thú ạ. Có khả năng hay không? Bởi vì bất động sản nó khác hoàn toàn với lại bán hàng tiêu dùng. Dạ, khả năng hay không thì là ship nhận em thì ship mới thấy được khả năng của em không. Thì em không thích làm việc một người ship mà nói không giữ lời. Chị không muốn em sách bạn nào hết. Bởi vì em mà sách 3 người, em mà đi ra khỏi công ty chị em lại sách 300 người thì sao? Dạ, em xin chào 6 vị ship ở đây và bác lại dân sông. Em tên là Phạm Thị Nhung, hôm nay em 31 tuổi. Em đang làm sale marketing cho công ty của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Em có kinh nghiệm về B2C và B2B vì em đang quản lý kênh của MT, GT và cả online. Em sale nhưng mà em thuộc về một tí về marketing liên quan tới marketing cho siêu thị. Em đến đây thì để muốn tìm một công việc cũng như giúp cho bản thân em và cũng như đem lại cái lợi nhuận cho các ship. Em làm 5 năm trong một công ty Hàn Quốc, em đã đạt được một doanh số. Trong 3 năm em đã lấy được 2 tỷ cho một tháng. Trước đó thì họ chỉ là 50 triệu cho một năm. Em là người hỗ trợ cho ship cái người Hàn Quốc đó tại Việt Nam và mở công ty cho bên Hàn Quốc. Bây giờ em đang phụ trách cho một nhãn hàng của Hàn Quốc về vệ sinh nông nghiệp. Nếu như các sếp đang cần một người có tham vọng về công việc như em và cũng đang muốn doanh số về cho các sếp thì mong các sếp hôm nay chọn em ạ. Em cảm ơn. Cái sở thích hoặc là cái điểm mạnh của bạn là cái thuộc ngành hàng nào? Là sale rồi thì không quan trọng gọi là ngành hàng nữa, mà chỉ là lấy được doanh số về cho các sếp hay không ạ. Giả định nha, là hiện nay thì chắc là cái ngân sách phân bổ cho thương mại điện tử là chưa nhiều so với các kênh khác đúng không? Thì bạn có thể trong tương lai bạn nghĩ thêm thử là khoảng 3 đến 5 năm nữa thì cái ngân sách phân bổ các kênh nó sẽ như thế nào? Dạ, hiện tại thì em đã có về lượng khách hàng có hết rồi ạ. Ví dụ MT thì là tất cả hệ thống về siêu thị, tất cả thì em đã phân phối rồi. Online thì em cũng đã phân phối hết rồi. Về Horeca cũng đã có ký hợp đồng hết rồi. Và cái mối quan hệ em đã có rồi. Chỉ là bây giờ về các sếp nhận em thì là cái sản phẩm các sếp đưa ra cho em, em sẽ được học và đào tạo của các sếp trong vòng 1 tháng thôi hoặc là 2 tuần, rồi em sẽ đi sale cho các sếp và em lên kế hoạch cho các sếp bao nhiêu phần trăm để khi mà 1 tháng em làm việc sẽ lấy được bao nhiêu tiền về cho các sếp ạ. Hiện nay là em đang quản lý bao nhiêu người? Em quản lý là 10 người. Và 10 người để báo cáo cho em hết. Dạ đúng rồi ạ. 10 người doanh số 1 tháng là bao nhiêu em? 1 tỷ đến 2 tỷ ạ. Bên anh giao cho bên em bán các sản phẩm thịt sạch cho các hệ thống siêu thị, em sẽ giao hàng bằng cách nào? Sếp đang có dự định là phân phối cho em hay là sếp muốn em là sale phân phối cho bên MT ạ? Muốn em là phân phối cho MT á. Bây giờ người ta luôn hướng về là về ăn sạch, uống sạch và luôn luôn chăm sóc về sức khỏe. Kinh tế bây giờ cũng là cao chứ không phải là thấp như hồi xưa nữa. Nên là nó có một cái quầy để về rau sạch riêng. Nhưng mà cũng là tùy theo hệ thống thì em sẽ phân khúc ạ. Chứ không phải là tất cả điều siêu thị em đều bỏ vô được. Tôi thì làm bất động sản, không biết bạn có hứng thú với nghề bán bất động sản không? Cái gì kiếm ra tiền được bằng sức lực của mình thì em sẽ luôn luôn có hứng thú ạ. Có khả năng hay không? Bởi vì bất động sản nó khác hoàn toàn với lại bán hàng tiêu dùng. Dạ, khả năng hay không thì là sếp nhận em thì sếp mới thấy được khả năng của em hay không ạ. Trả lời thế là cũng chết. Một dòng sản phẩm khác nữa là bán điện máy. Đó là cái pin làm cái sạc dự phòng gia đình, nhưng mà nó là cái công suất rất lớn. Có thể cắm cả TV, sạc được rất nhiều thứ. Mà giá trị nó khoảng độ từ 5 đến 10 triệu một viên. Bán cái đó được không? Dạ, tại vì cái nhà của sếp còn 2 tỷ, 3 tỷ em còn bán được, huống chi là 5 đến 10 triệu hả sếp? Hiện tại cái mảng mà bên Hàn Quốc là em đang làm cái gì? Dạ, vệ sinh công nghiệp, mấy đồ xe đẩy bán cho bên nhà hàng khách sạn 5 sao ạ. Thuộc của B2B ạ. Ví dụ có thể em về em làm xe hơi hoặc là có thể em làm mỹ phẩm có được không? Dạ được hết ạ. Vậy em cũng đã từng làm thực phẩm và em cũng đã từng làm bên mỹ phẩm ạ. Báo gì cũng được. Quan điểm rất rõ ràng, cứ cái gì kiếm ra tiền là đều làm tốt. Tại vì khi mà các sếp đưa ra một sản phẩm thì em nghĩ là sếp đã chọn lọc rất là kỹ lưỡng. Thì này chỉ còn có em thôi, em tin tưởng sếp, sếp bỏ thuê em về. Đương nhiên em phải cầm cái đứa con tinh thần của sếp đi bán thôi. Nhung ơi, chị rất là thích cái sự hoạt bát của em. Người em rất là đẹp. Chị nhìn thấy em là chị nhìn thấy một cô gái rất là thời trang rồi. Chết đi chị Nga rồi. Thì em có thích về làm cùng với chị không? Dạ em thích à. Sao thích nhiều? Tôi thích nhiều. Tôi đã nói rồi, tôi rất thích cô bé này. Tôi nói thật, tôi mà ngồi trong vị trí đấy thì tôi chả cần hỏi, tôi cua cô về luôn. Tôi đã chuyển nghề cách đây 8 năm. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nuối tiếc về nghề cũ. Tại vì ngày xưa thì tôi phụ trách hệ thống phân phối, nhưng mà rất tiếc là nghề của tôi bây giờ nó xa nghề của bạn quá, chứ không thì tôi nhận ngay. Và lâu lắm thì tôi mới tiếc cái nghề cũ của mình. Em làm ở cái công ty này là mấy năm rồi nhỉ? Đợt đầu thì là em làm được 5 năm và hiện tại là đang làm. Em có mua được nhà chưa? Dạ chưa. Mua được xe chưa? Dạ có rồi. Xe ô tô đúng không?
Cái mong muốn của em á là em làm việc ở đâu? Em không có cái mong muốn, đặt cái mong muốn mình làm việc ở đâu. Chỉ là cái sếp đưa ra, em ơi em phải làm ở bên đó, em phải làm ở bên kia, em sẽ đi. Sếp đã tin tưởng mình để giao cái nhiệm vụ cho mình thì em phải hoàn thành. Em là một người ứng viên rất là mạnh mẽ. Trong mục tiêu của em là em muốn cải thiện được cái gì? Thì em hay hơi nóng tính. Đôi khi là em đưa ra một cái plan thì em muốn là sếp phải theo sát cái plan của em mà không thay đổi. Nên em phải khắc phục cái điều đó với sếp em. Rồi mỗi khi mà sếp đổi ý thì em làm sao? Sếp ơi em suy nghĩ rồi, chắc là tháng này em nghỉ sếp, em không làm nữa đâu. Sếp phải cho em lý do cụ thể là tại sao đổi cái plan đó. Tại vì từ đầu sếp đã chọn và sếp thay đổi như vậy thì thay đổi cả cái kế hoạch của em. Những cái gì đó linh tinh nó liên quan tới công việc. Thì em không thích làm việc một người sếp mà nói không giữ lời. Một ứng viên tôi thấy là rất là ấn tượng với cô bé này. Nhưng bây giờ thì là lúc các sếp sẽ chốt quyết định cuối cùng. Xin mời các sếp. Năm sếp màu xanh, bạn đã vượt qua thử thách chinh phục thành công. Xin chúc mừng. Em cũng muốn nói với các sếp một điều là khách hàng của em toàn là ở một vị trí cao và đôi khi em phải tốn rất là nhiều chi phí nữa cho riêng về bản thân em. Đó là cũng là một mối quan hệ giữa khách hàng với em nữa. Em cũng mong các sếp suy nghĩ lại. Anh không biết là cái mà em đang để trong cái vali kín kia là bao nhiêu. Anh muốn hỏi là cái con số đó em muốn là tổng thu nhập của em hay là chỉ là mức lương cứng? Dạ, đó là tổng thu nhập của em, còn em sẽ lấy về doanh số sale riêng ạ. Em sẽ nhận được 2-3% tổng doanh số sale ạ. Cộng nữa đúng không? Hay là tổng thu nhập là con số mà em đang... Cái này tổng thu nhập ạ. Các sếp có thể là trao đổi bởi vì là bạn ý đã có một số lượng khách hàng nhất định và bạn ý cũng cần phải có những khoản chi phí để giữ quan hệ và mục đích là mang lại lợi nhuận cho các sếp. Đôi khi doanh nhân thì các doanh nghiệp thì hay nói rằng là kinh doanh là phải chấp nhận rủi ro đúng không? Mạo hiểm càng cao thì có khi là lợi nhuận càng lớn chẳng hạn, biết đâu đấy. Mà một ngày em tiếp 3 người khách là hết 300 ngàn thì sau này em không hết tháng là em hết tiền rồi sếp ạ. Ở những công ty mà giống như bên mình á thì cái chi phí tiếp khách là một chi phí riêng chứ nó không nằm trong thu nhập của nhân viên. Bạn có muốn nói lời cuối trước khi các sếp xuống lời không? Lời cuối. Dạ, em nghĩ là nếu các sếp suy nghĩ lại về mức lương, các sếp sẽ không thấy thất vọng về em. Giả sử như là anh tuyển được em, thì em xách thêm được bao nhiêu bạn trong cái team 10 người của em đi theo? Dạ, khoảng 3 người ạ. 3 người thôi à? Chị không muốn em xách bạn nào hết. Chỉ cần một mình em thôi. Bởi vì em mà xách 3 người, em mà đi ra khỏi công ty chị, em lại xách 300 người thì sao? Cô đã hơi bẫy. Câu hỏi của anh Hưng, câu hỏi thử thôi. Em ơi, em phải hết sức cảnh giác với những người như anh Hưng. Em hãy nhìn chị đây. Bây giờ em mới nhìn vào các anh là em lại bị các anh dụ đấy. Rồi, bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc các sếp cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng. Rồi, tôi đã chốt điều. Xin mời các sếp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem mức lương cuối cùng mà các sếp đề xuất và các vị trí công việc. Xin mời. Sếp Gabor, vị trí là quản lý chiến lược marketing, 35 triệu. Sếp Vũ Mạnh Hùng, chuyên viên marketing, 40 triệu. Sếp Lưu Nga, quản lý khu vực, 40 triệu. Sếp Phạm Thanh Hưng, vị trí giám đốc kinh doanh, 45.678.900 đồng. Sẵn bằng tất cả đấy. Sẵn bằng tất cả rồi đấy. Và cuối cùng, sếp Ngô Hoàng Gia Khánh, 40 triệu đồng. Bây giờ sẽ là mức lương kỳ vọng của Phạm Thị Nhung. Tôi rất thích cô bé này và tôi sẽ rất tiếc, chú phải nói thật như thế, nếu như không đồng thuận. Nhưng mà đừng coi đó là thất bại, hãy coi đó là chưa thành công. Mức lương kỳ vọng của Phạm Thị Nhung, 45 triệu! Wow! Wow! Xin chúc mừng sếp Hưng! Xin chúc mừng sếp Hưng! Tôi vẫn luôn luôn đánh giá sếp Hưng là người mà nhìn nhận con người rất là chính xác và đánh giá rất là chuẩn trong cái chuyện là năng lực cũng như là chuẩn bị sẵn những cái công việc khi mà
chuẩn bị ký kết với một ai đó. Sếp Tiến và sếp Hưng tư vấn cho em mặc váy đỏ không có may mắn. May mắn nó thuộc về kẻ mạnh. Đấy là cái thuật ngữ trong bóng đá. Như vậy là bây giờ thì chỉ có một sếp Hưng thôi đồng thuận với mức kỳ vọng của cháu. Bây giờ thì cháu lại có quyền là nói cái ý kiến của mình. Dạ, trước tiên thì sếp muốn em bán cái pin đó là doanh số khoảng là một tháng là bao nhiêu trước tiên ạ? Trong vòng một năm nữa thì chúng tôi muốn là doanh thu ít nhất là đạt đến khoảng 15 triệu đô la, tức khoảng 300 tỷ. Và sau 3 năm nó phải đạt đến khoảng 50 triệu, tức khoảng 1.000 tỷ. Bộ phận đó là có bao nhiêu người tổng cộng hết rồi? Sếp sẽ tuyển bao nhiêu người hết rồi? Hiện nay thì đã có khoảng 3 người nhưng mà chúng ta cứ coi như là chưa có gì đi. Và doanh số cũng là chưa có gì hết ạ? Doanh số khoảng hiện nay khoảng 500 ngàn. 500 ngàn ạ? 500 ngàn đô ạ? 500 ngàn đô, khoảng 10 tỷ. Ví dụ 2 tháng là thử việc của em, thì qua 2 tháng đó sếp muốn em phải lấy được bao nhiêu cái doanh số về cho sếp là ok, vẫn giữ trong cái mức an toàn đối với hợp đồng của em? Tôi nghĩ rằng là cái này thì chúng ta sẽ phải ngồi chi tiết hơn một chút với cả tổng giám đốc. Bởi tôi không phải là người trực tiếp điều hành, tôi chỉ là một nhà đầu tư. Tôi tin rằng là cái tham vọng của chúng tôi thì nó không phải là quá lớn. Và tôi cũng muốn nói luôn rằng là cái mức lương tôi đưa ra cũng như bạn nói, bởi vì tôi đã hỏi rất kỹ là bạn mong muốn đây là tổng thu nhập, thì mức lương của tôi cũng sẽ được cấu trúc theo cái hình thức như vậy. Mặc dù chúng ta có thể ký luôn cái hợp đồng như vậy, nhưng chúng ta sẽ phải trải qua một thời gian thử việc, thông thường là 2 tháng. Dạ, vâng. Sau đó chúng ta đặt các cái KPI. Nếu đạt được cái KPI đó thì lương của bạn sẽ đạt được tương ứng. Dạ. Nên tôi hy vọng là sau khoảng 2-3 tháng bạn có thể đạt được ngay mức độ này. Dạ vâng ạ. Sao? Bây giờ cháu sẽ nói quyết định của cháu. Dạ, cháu sẽ chọn sếp Hưng ạ. Yeah. Xin chúc mừng. Buồn quá. Thực ra là rất hợp với Tiki. Hợp với em, hợp với Tiki. Vậy là đã thành công. Xin mời hai người sẽ đặt tay lên, ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đôi bên. Và chúng tôi rất vui. Chúc mừng cơ hội đã dành cho cả hai. Đăng ký ngay kênh Alo Media Entertainment để đón xem thêm các nội dung hấp dẫn đến từ công ty cổ phần truyền thông Alo.